Là bà bị phát bệnh là bao lâu rồi cưng? Dạ 3 năm rồi. 3 năm rồi ha. Dạ sống với hai vợ chồng con. Lúc trước là bà, nếu mà bà không có bệnh đó là bà đi làm công việc gì? Đi xin ăn. Đi xin hả? Gì hả? Đi xin đi vòng vòng chợ đi xin. Gì hả? Đi xin ăn ha, rồi bây giờ bà bị tai biến vậy rồi thành ra là ở nhà. Thì mình đâu có nhà cửa gì đâu cơ hả? Chỉ ở có trọ. anh trai mà bây giờ anh trai ở thấy chồng đi qua nhà trọ ở không vậy con có không tiền con đi mượn người ta rồi vài chục cháo mua mà tả ra ngoài gì hả không có gạo ăn luôn ta mới cho hôm qua được 3 ký ở đâu đâu gạo hả ta mới cho được 3 ký gạo hả thì không có tiền mua thức ăn gì hết luôn. Dạ. Chỉ có gạo thôi. Ở quá trong, ở trong trời trời người ta chỗ có gạo rác này kia xài đủ người ta mua 3 cái sùng non 20 ngàn người ta cho gạo con lấy chưa thì đi xin cơm từ thiện ăn chưa thì đi xin cơm từ thiện ăn. Dạ. Rồi trong mình bây giờ có tiền không, còn tiền không? Dạ không, không còn được ngàn nào luôn hả? Dạ. Khổ dữ vậy, quá xá rồi. Thì anh Dũng sẽ hỗ trợ cho em số tiền là 10.650.000. Thì các tên của anh chị như sau. Thứ nhất là chị Hồng ở bên Úc có gửi cho Tiến Dũng là 100 đô Úc, 1.650.000 để giúp hoàn cảnh. Thứ hai là Zalo của bạn Candy chuyển khoản 500 giúp hoàn cảnh. Thứ ba là Zalo của em Trang, hai chị em ẩn danh ở Đồng Tháp có gửi cho Tiến Dũng 5 triệu để đi giúp các hoàn cảnh cũng như là phát quà. Thì hôm nay hai chị em ở Đồng Tháp còn lại 1.500.000, thì Tiến Dũng cũng xin hỗ trợ giúp cho bà. Thứ tư là Zalo của chị Phạm Thị Sáng, Phạm Thị Sáng 1 triệu đồng để mà giúp hoàn cảnh. Thứ năm là hai vị Mạnh Thường Quân chuyển khoản cho Tiến Dũng 1 triệu đồng vào tài khoản Sacombank ngày 31 tháng 8 có ghi tên là Nguyễn Minh Lợi và Khánh Nguyễn, gửi giúp bà con khó khăn là 1 triệu đồng của hai bạn. Thứ sáu là em Mai Hiền ở bên Úc hỗ trợ cho bà là 5 triệu đồng. Thì tổng số tiền hôm nay anh Dũng trao cho bà với em là 10.650.000. Đây là số tiền 10.650.000 của các Mạnh Thường Quân đã gửi giúp cho bà cháu nha. Dạ con cũng cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Tiến Dũng thân ái kính chào tất cả quý vị, kính chúc cho quý vị có ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thân tâm thật an lạc. Vâng, kính thưa quý vị, vào buổi trưa ngày hôm nay, Tiến Dũng tìm đến một gia cảnh rất là đặc biệt của một bà lão. Trước đây công việc của bà là đi xin để mà kiếm sống hàng ngày, và gần đây bà đã bị một cái căn bệnh tai biến cũng như là bệnh tình hiện nay rất là trầm trọng, và bà cùng với hai người cháu đã thuê một cái phòng trọ ở tại khóm 5 thị trấn Chi Tôn. Thì ngay sau đây Tiến Dũng xin mời quý vị hãy cùng theo chân của anh Dũng chúng ta để đến xem một cái gia cảnh của bà như thế nào nhé. Xin kính mời tất cả quý vị. Vâng, và giờ đây Tiến Dũng đã tìm đến nơi nhà trọ Mí Mí ở tại thị trấn Chi Tôn, do một em gái đang cầu cứu vì bà lão bệnh đó vì. Dạ. Chào em. Em hôm nay em điện cho anh Dũng đúng không? Dạ. Là em tên gì? Dạ con tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích. Tên gì? Bích. Nguyễn Thị Ngọc Bích hả? Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi mà dáng siêu mỏng vậy? Con sinh năm 98. Năm 98 ha. Dạ. Là 22 tuổi. Dạ. Có gia đình chưa? Dạ có rồi. Dạ. Có cháu chưa? Dạ chưa. Chưa ha. Ê, dáng cũng siêu mỏng ha. Rồi bà của em là bà nội hay bà ngoại? Dạ bà ngoại. Bà ngoại hả? Dạ. Rồi bà bị bệnh gì cưng? Dạ bà bị tai biến nhồi máu não với thiếu máu cơ tim tăng huyết áp. Thiếu máu cơ tim cao huyết áp. Dạ. Rồi hiện giờ là
À, bà ở nhà hay là ở bệnh viện? Dạ bà ở nhà trọ với con. Ở nhà trọ với Cưng hả? Dạ. Rồi ông xã Cưng làm nghề gì? Dạ ông làm hồ mà bây giờ dịch bệnh thất nghiệp làm không được. Gì hả? Dạ. Rồi hiện giờ là theo như Cưng thì Cưng gọi cho anh Dũng đó là cần trợ giúp những cái phần gì? Dạ con trợ giúp cái gì cho con cũng được mà, để có tả sữa cháo cho ngoại ăn uống thuốc hàng ngày. Tả sữa cháo? Dạ. Để cho ngoại ăn uống thuốc hàng ngày. Dạ. Và trong đó là có tiền mua thuốc uống nữa đúng không? Dạ. Rồi bây giờ em dẫn anh vô để anh thăm bà của em coi ha. Dạ. Đây. Phòng trọ ở đây mình thuê bao nhiêu một tháng Cưng? Dạ 530. 530 ngàn ha. Dạ. Rồi. Đây. Dạ. Dạ con chào bà. Bà ngoại nữa con. Bà ngoại bao nhiêu tuổi rồi dạ, ngoại? Năm nay 83 tuổi. 83 tuổi hả? Dạ. Hình như là bà có đi đứng gì được không con hay là dạ, hả? Bị tai biến nữa hả? Dạ. À, nhiều bệnh quá vậy. Tai biến rồi máu não. Tai biến. Thì kỳ ba luôn. Dạ. Mà bác sĩ chuyển Long Xuyên con không có tiền chuyển sinh ngoại về. Bác sĩ kêu đi chuyển đi Long Xuyên. Dạ. Mà không có tiền chuyển. Rồi mới đưa ngoại về phòng trọ dưỡng. Thì... Em tên gì em trai? Dạ em tên Nguyễn Văn. Nguyễn gì? Nguyễn Văn Quanh. Nguyễn Văn Quanh. Dạ. Là anh nay nhiêu tuổi rồi Quanh? Dạ nay em 27. Rồi công việc thường ngày là Quanh đi làm gì? Dạ em lên làm hồ. Đi làm hồ ha. Dạ. Rồi thường ngày bây giờ là từ lúc mà dịch tới giờ là chắc đâu có đi làm được hả? Dạ không. Thất nghiệp luôn ha. Dạ. Rồi ở nhà chăm sóc cho bà vậy đó hả? Dạ. Rồi nếu mà lúc trước mà mình đi làm được đó là một ngày khoảng nhiêu tiền Quanh? Dạ em cũng mà cũng đủ xoay sở với gia đình à. Gì hả? Dạ. Cũng đủ xoay sở ở trọ với nuôi bà hả? Dạ. Gì hả? Rồi cô bé này có đi làm công việc gì không? Dạ không, con ở nhà nuôi ngoại vậy đó. Ở nhà nuôi ngoại thôi chứ không có đi làm ha. Dạ. Bà còn nói chuyện được không bà? Ta hỏi ngoại rồi. Chào bà. Vì là bà chắc đâu nói chuyện được hết rồi hả? Dạ không, không gì biết cái gì luôn. Đứng hình này. Không biết gì hết luôn. Dạ. Quá. Tới canh giờ lúc cho ngoại ăn vậy. Gì hả? Tại bả nằm bệnh viện này với Long Xuyên thì ta bữa cấp bác sĩ nói á là bả thiếu máu. Thiếu máu ha. Dạ. Gì hả? Qua đây ngồi đi, qua đây ngồi cho nó sáng coi. Rồi bác sĩ kêu đi chuyển đi bà đi Long Xuyên mà không có tiền chuyển. Dạ. Rồi thành ra là đưa rồi, bà về đây. Nhờ cô Văn đi vô giúp rồi để điều trị được đâu mấy ngày gì đó rồi cái con mới về. Để cho về rồi con mới xin về rồi con nói đợi qua dịch đi rồi chở ngoài xuống dưới lại. Ở đâu con mở khẩu trang ra cho bà con xem mặt. Năm nay 21 tuổi hả? Dạ. Là bà bị phát bệnh là bao lâu rồi con? Dạ 3 năm. 3 năm rồi ha. Dạ sống với hai vợ chồng luôn. Lúc trước là bà nếu mà bà không có bệnh đó là bà đi làm công việc gì? Đi xin ăn. Đi xin hả? Gì hả? Đi xin đi vòng chợ đi xin. Gì hả? Đi xin ăn ha, rồi bây giờ bà bị tai biến gì rồi thành ra là ở nhà. Dạ. Mình đâu có nhà cửa gì đâu cơ hả? Dạ. Chỉ ở trọ. Anh trai mà bây giờ anh trai ở. Hai chồng đi qua nhà trọ ở. Cũng có nhà ở chung với anh trai lúc trước. Rồi giờ anh trai có gia đình. Dạ. Rồi thành ra là Cưng ra riêng cũng có gia đình luôn. Rồi thôi dò ở. Rồi ở chung với bà. Dạ. Rồi bà lúc trước thì bà đi xin ăn. Rồi bây giờ bà bị bệnh gì rồi nằm chỗ thành ra là hai chồng lo, hai dạ. lo cho bà. Không vậy con có không tiền, con đi mượn người ta. Rồi vài chục cháu mua tả ra ngoài. Gì hả? Không có gạo ăn luôn. Ta mới cho hôm qua được 3 kg. Ở đâu gạo hả? Ta mới cho được 3 kg gạo hả? Dạ. Thì không có tiền mua thức ăn gì hết luôn. Dạ. Chỉ có gạo thôi. Dạ. Quá. Ở trong trời người ta chỗ có gạo rác này kia xài đủ. Người ta mua 3 cái xuồng nông 20 ngàn người ta cho gạo con lấy. Chưa rồi đi xin cơm từ thiện ăn.
chưa thì đi xin cơm từ thiện ăn. Dạ. Để trong mình bây giờ có tiền không? Còn tiền không? Dạ không. Không còn được ngàn nào luôn hả? Dạ. Khổ dữ vậy. Quá xá rồi. Hôm gần thì anh Dũng Điện nhận được điện thoại của em, nhưng mà công việc cũng hơi nhiều cho nên là hôm nay mới sắp xếp đến thăm. Dạ. Quá xá khổ ha, hoàn cảnh thì quá khổ ha. Hoàn cảnh thì theo như cô thì cô ở gần phòng trọ đây, cô thấy như thế nào cô? Thôi thấy công việc lắm chú. Hả? Ở đây khổ dữ lắm, thấy bà cũng khổ mà. Ở đây tất cả mấy người đều khổ hết trơn. Phòng trọ mình ở đây đều khổ chứ cô hả? Con mượn tiền cho bà cô này nè. Gì hả? Cháu mượn tiền cô hết nhiêu rồi cô? Mượn, hổng không có tiền mà cho mượn đỡ 500 ngàn rồi, bữa nay cũng hết tiền hết về. Thấy cháu nó vậy cô cũng không sao mà nói. Dạ. Yeah. Vậy ha. Cô ở kế phòng trọ hả cô hả? Ở các bên nè. Dạ, bà con mình ở phòng trọ đây, hôm bữa giờ có nhận quà, có phát ai phát quà không? Không có gì hết trơn. Có cái gì hồi nãy đi ra xin mày bảo được. Vậy hả? Rồi để con sắp xếp con lại đây cái dãy phòng trọ này con phát cho bà con mình ha. Mỗi người 20 kg gạo. Dạ. Với thực phẩm này kia cho bà con ha. Rồi cảm ơn cô nha cô nha. Dạ, để con sắp xếp thời gian. Dạ. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, quý vị thấy đây là một cái hoàn cảnh ba bà cháu, bà thì lúc trước đi sinh quý vị mà bây giờ bị tai biến rồi. Té xuống ảo luôn á. Bà đi sinh bà té hả? Dạ. Gì hả? Sinh vừa tới 20 mét nè. Là bà té xuống là hết biết mình, con đưa vô bác sĩ Tùng, con đi làm hồ với chồng con á. Ừ. Rồi con nói ngoại bệnh đừng có đi sinh nữa. Ừ. Bà không chịu, bà nói không đi sinh lấy gì ăn. Ừ. Rồi đó bà đi sinh rồi con đi về hay té là con bỏ ngang con đi về chở đi. Gì hả? Dạ. Không đi sinh thì lấy gì ăn? Bởi vì cuộc sống. Rồi bà nằm bệnh viện Long Xuyên thì cấp đó là hôn mê rồi. Ừ. Té xuống là chuyển cho bệnh viện này là hôn mê không còn biết. Lúc đó là té xuống là hôn mê là hết biết luôn. Dạ. Rồi một hơi bác sĩ Tùng nói là đưa bà vô bệnh viện liền đi. Ừ. Để là bà chết đó. Rồi xong rồi con chuyển đến Long Xuyên. Ừ. Long Xuyên thì chỉ có hai vợ chồng mà. Rồi. Có thằng em con nữa mà bây giờ không có tiền cho nó về nội nó ở rồi. Gì hả? Dạ. Ừ. Tại vì cặp ở bên chuyện là cô dân vô giúp đó là có thằng em mà nó đi về nội vợ. Ừ. Con gửi ở nhà cho bà hai, bà Tư nè, anh nó quy rồi, bà cho nó ăn uống rồi đó. Ừ. Thành ra là hiện giờ chắc mình cũng đâu có tiền mua thuốc rồi cho bà em hả? Dạ không, hôm qua con đi được, chồng con đi mượn người ta được 100 ngàn, con mua được 2 lần thuốc rồi. Gì hả? Dạ. Ừ. Thuốc nào đó, mình mua thuốc nào? Mệt mệt với cái thuốc cái gì huyết áp mà không có phải huyết áp mà mệt mệt thôi nè. Mệt mệt với bả ho sặc á. Gì hả? Dạ con mua có 2 lần à. Ngày con mua 2 lần, 2 lần với bả bị lỡ với mình quá lắm. Nằm với cái nó hầm lỡ lưng hay sao? Dạ. Ở đâu xoay quanh coi thứ có không? Cái lưng sao đâu? À, bà nằm chỗ ra rồi nó dạ, nó nằm nó ha. Á. Nó sưng rồi nó lỡ á. À. Thành ra phải băng lại ha. Rồi anh thấy rồi. Nó lỡ quá, lỡ nó hầm á, biết không, đây nằm chỗ hầm á. Sao để cái gì vậy đó nhỉ? Cái lỗ trống nó không, để cho nó thoáng nó không, cái lỗ trống để cho ngoại tiểu không có tả là cho ngoại tiểu xuống à, đi đổ đi còng đi cái này coi như là bà đi tiểu tiện là tại chỗ luôn. Dạ. Là xong xuôi rồi là cưng hốt. Dạ. Rồi là cho bà vệ sinh có cái lỗ vậy đó ha. Dạ. Quá. Con không có gạo ăn nữa. Thì hôm nay anh Dũng đến nè. Cũng không có nè, rồi con đi xin, con xin ở đâu được là con kêu rồi mà người ta không cho. Rồi. Để anh Dũng điện thoại lại kêu lại gạo này để giúp cho bà con đây luôn. Dạ. Rồi bây giờ thì trước mắt thì hôm nay anh Dũng đến đây để mà tham khảo thấy cái hoàn cảnh của em với bà thì rất là đáng thương, cho nên hôm nay anh Dũng sẽ thay mặt các vị thần mạnh thường quân để trợ giúp cho gia đình của em ít thiện tài để cho em có tiền mua thuốc cho bà với mua thực phẩm ha, mua gạo này kia. Với hiện giờ là mình thiếu nợ ta khoảng mấy triệu? Dạ con thiếu bà này 1 triệu và kia bên kia là 1.4 triệu nữa. 1.4 triệu nữa? Dạ, là 2.4 triệu rồi. 2.4 triệu rồi. Ông kia thì có 1.6 triệu nữa. 1.6 triệu nữa? Dạ con mượn hồi lúc mà dịch tới giờ luôn á. Là 2.4 triệu 1.6 triệu là 4 triệu rồi. Dạ. Là thiếu nợ. Thiếu nợ không mượn, mượn ăn trước dịch tới giờ hả? Dạ tại vì ngoại cũng nằm bệnh viện đó rồi không có tiền, rồi cái mấy người kia thấy vợ chồng con đi ra vô không có gì ăn, không có thuốc hút. Cái tội nghiệp
ông này nè, không có cái ta nói để tao kêu cô dân cho là cái chị trong bệnh viện á, chị kêu vậy. Rồi con nói cũng cảm ơn chị giúp được em cũng cảm ơn cho ngoại em để uống thuốc hàng ngày. Vậy là thiếu nợ không là đã 4 triệu rồi ha. Dạ. Rồi quá xá. Rồi để anh Dũng cộng cái danh sách của các mạnh thường quân lại để mà gửi cho Tiến Dũng để giúp những hoàn cảnh, thì anh thứ nhất là anh sẽ giúp cho em trả hết cái số nợ 4 triệu đó. Dạ. Và đồng thời sẽ còn dư lại chút ít để mà mua thuốc men cho bà nha. Dạ. Rồi. Cháu để cháu mua thuốc. Rồi để con anh cộng. Cảm ơn chú Dũng. Rồi để anh cộng danh sách lên cái. Dạ. Vâng, thưa quý vị, và buổi sáng ngày hôm nay là ngày 7 tây tháng 9, Tiến Dũng đến nơi phòng trọ của nhà trọ Mí Mí ở tại khóm 5 thị trấn Chi Tôn để tìm hiểu và thăm một cái gia cảnh của một bà cụ. Trước đây thì công việc của bà là đi sinh ở cùng với hai đứa cháu, nhưng mà cách đây không may thì bà đã bị té và bị tai biến, cho nên là gia cảnh cũng rất là khó khăn. Thì hôm nay Tiến Dũng đến đây để trước là thăm gia cảnh của bà cùng với hai đứa cháu ở trong phòng trọ. Thì Tiến Dũng thấy hoàn cảnh của bà rất là đáng thương, cho nên là hôm nay Tiến Dũng xin được phép trích số tiền của 6 anh chị mạnh thường quân đã gửi cho Tiến Dũng vào cái quỹ nhu cầu nhân ái để Tiến Dũng đi giúp những hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay Tiến Dũng hỗ trợ với gia đình của em là thứ nhất là để cho em trả cái số nợ mà mình đã mượn trước đây để mà mua thuốc cũng như là sống cái mùa dịch này á. Dạ. Là em thiếu tổng 4 triệu đúng không? Dạ. Tổng cộng hết là 3 người 4 triệu. Dạ. Thì anh Dũng sẽ hỗ trợ cho em số tiền là 10 triệu 650 ngàn. Dạ. Thì các tên của anh chị như sau. Thứ nhất là chị Hồng ở bên Úc có gửi cho Tiến Dũng là 100 đô Úc, 1 triệu 650 để giúp hoàn cảnh. Thứ hai là Zalo của bạn Candy chuyển khoản 500 giúp hoàn cảnh. Thứ ba là Zalo của em Trang, hai chị em ẩn danh ở Đồng Tháp có gửi cho Tiến Dũng 5 triệu để đi giúp các hoàn cảnh cũng như là phát quà. Thì hôm nay hai chị em ở Đồng Tháp còn lại 1,5 triệu. Thì Tiến Dũng cũng xin hỗ trợ giúp cho bà. Thứ tư là Zalo của chị Phạm Thị Sáng. Phạm Thị Sáng 1 triệu đồng để mà giúp hoàn cảnh. Thứ năm là hai vị mạnh thường quân chuyển khoản cho Tiến Dũng 1 triệu đồng vào tài khoản Sacombank ngày 31 tháng 8 có ghi tên là Nguyễn Minh Lợi và Khánh Nguyễn, gửi giúp bà con khó khăn là 1 triệu đồng của hai bạn. Thứ sáu là em Mai Hiền ở bên Úc hỗ trợ cho bà là 5 triệu đồng. Thì tổng số tiền hôm nay anh Dũng trao cho bà với em là 10 triệu 650 ngàn. Đây là số tiền 10 triệu 650 ngàn của các mạnh thường quân đã gửi giúp cho bà cháu nha. Dạ, con cũng cảm ơn cô chú anh chị mạnh thường quân đã giúp đỡ bà cháu con được sống mùa dịch. Thì em cũng phải cố gắng em ha. Dạ, để mà lo cho con bà. Cũng cảm ơn cô chú anh chị mạnh thường quân đã giúp đỡ được bà cháu con. Coi như là hồi con xin cảm ơn nhiều. Hồi trước giờ là có ai giúp cho em được số tiền 10 triệu này chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Coi như là em cũng trả nợ được ha, ba người. Dạ. Là 4 triệu, mượn ta cũng mấy tháng nay à cưng? Dạ, mượn đâu 4 tháng rồi đó. Mượn 4 tháng ha. Dạ, hồi sáng người ta đòi mà con nói không có tiền. Hồi sáng người ta đòi nữa. Dạ. Mà không có tiền. Dạ. Chắc có lẽ người ta cũng đang khó khăn trong cái mùa dịch này cho nên người ta mới đòi hay ha. Dạ, con đi lãnh tiền cao tuổi chứ ngoại, hồi sáng lãnh không được. Rồi con đi về người ta nói là 20 tỷ này mới được lãnh. Rồi con nói gắng đi 20 tỷ con trả cho, không có tiền. Thôi vậy thì... Dạ, con cũng cảm ơn chú Dũng. Thôi cũng gắng... Với chú anh chị. Dạ. Con cũng cảm ơn nhiều đã giúp đỡ cho bà cháu con. Thôi gắng chăm lo cho bà con ha. Dạ. Rồi qua dịch đi, rồi ví dụ như mà sau này mà có muốn chuyển bà đi Long Xuyên vậy đó. Dạ. Thì lúc đó anh Dũng cũng sẽ xin cho bà con để mà... cho con có tiền để chuyển bà đi Long Xuyên sao. Dạ. Bây giờ tình hình dịch bệnh cũng đang phức tạp lắm nha. Dạ. Mình anh Dũng hiện giờ thì đa số là cứu đói cứu khổ trước. Dạ. Để cho bà con vượt qua cái khó khăn mùa dịch này. Dạ. Còn vấn đề bệnh tình thì mình qua dịch đi rồi mình đã tính hết cơ ha. Dạ. Chứ bây giờ dịch mình đâu có chuyển bà đi được. Dạ, tại vì bệnh viện thì nói bà thiếu máu
tim rồi nói bà là phải đi bệnh viện Long Xuyên, nhưng mà con nói là không có tiền để test đó. Rồi con cũng xuống Long Xuyên thì người ta cũng ở dưới, người ta cũng cho tiền ăn vậy đó, người cho vài trăm, người 200-300 dạ. Bệnh viện này thì cô kia cũng cho. Con cũng cảm ơn bên cái đội từ thiện và bên cũng cảm ơn cô chú. Ok. Rồi thì một lần nữa Tiến Dũng cũng xin cảm ơn tất cả 6 vị mạnh thường quân đã gửi tình tài để Tiến Dũng đi giúp những hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt là một cái hoàn cảnh hôm nay rất là thương, bởi vì bà lúc trước đi sinh vì mà không có nhà ở nữa, thì ba bà cháu ở đây là ở trong phòng trọ đây vậy. Và thì hôm nay Tiến Dũng thay mặt các vị để giúp cho gia đình của bà, một lần nữa kính chúc cho tất cả quý vị mạnh thường quân luôn luôn được dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và giờ đây Tiến Dũng xin cảm ơn rất nhiều và xin hẹn gặp lại vị vào những video tiếp theo nhé. Rồi xin chào nha. Rồi chào cưng.